Xin chào các bạn yêu đàn nhị. Hôm nay mình xin được chia sẻ một tác phẩm viết riêng yêu đàn nhị, đó là tác phẩm Kể Chuyện Ngày Mùa của nhạc sĩ Thao Giang. Bài này thì sẽ được chơi trên đàn nhị Việt Nam và lên dây là dây sòn rế. Thế tay của nó là thế tay ngũ cung. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài luôn. Tại vì bài nó rất dài nên là mình không muốn mất thời gian demo, đánh demo và linh tinh nữa. Bài này nó bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu 1 của nó. Câu 1 chính là phần dạo đầu. Phần này nó nhịp tự do. Nên là cảm ơn của nó. À, bây giờ các bạn chụp cái sheet nhạc của nó đi. Đấy, các bạn dừng lại xong chụp sheet nhạc của nó. Rồi. Cảm ơn của nó, mình sẽ đọc là son 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 lại nhá. Son si đô re ba re ba re ba. Đó. Câu tiếp theo nó sẽ là sẽ vừa đánh vừa đọc cảm ơn cho các bạn dễ hình dung nha. Về fa 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 son si do re 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 do re. Về fa 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 son si mình sẽ vừa đọc cảm ơn vừa kéo nhé để cho nó dễ hình dung này. Son, 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 son
son fa re do si do re son, son fa re do si do re son. Câu tiếp theo là tiếp theo tiếp theo son son fa re re do si do re son lại son son fa re re do si do re son 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 fa re re do si do re son 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 fa re re do si do re son 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 fa re re do si do re son. Câu tiếp theo sẽ là son son si lon fa re son son si lon fa re si do re re son son si lon fa re si son son si lon fa re si do re re son 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 si son fa re si do re re son 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 si son fa re si do re re. Son son si son fa re si do re 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 do re son fa son si son fa re son son si son fa re si do re 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 do re son fa son si son fa re son son si son fa re si do re 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 do re son fa son si son si son fa re. Câu tiếp theo sẽ là son son si do son 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 si do re fa son si do fa re do si do re re son 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 si do re fa.
fa son si do re do si do re son 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 si do re fa son si do fa re do si do re re. Dùng hết cái năng khiếu của mình ra để nắm bắt bài này nhá. Re fa re do re fa re do re fa re do re fa re do si re do si do 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 do. Tiếp theo son si son fa 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 son re fa do si do re do re fa son si son si son fa re son. Đấy là một câu dài thế nhá cho nó dễ. Son si son fa 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 son re fa do si do re fa son si son fa re son son si son fa 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 son re fa do si do re fa son si son fa re son. Tiếp theo nhá, si son fa. Son, son, si, son, fa, son, re.
tiếp theo, tôi theo là nối vào cái câu đấy là son 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 fa son. Đoạn này nó gọi là kỹ thuật staccato. Mình sẽ nhấc cái bây giờ. Son 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 fa son 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 fa re re re. Son, la, re, 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 la, re
son fa re fa son 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 la la si la son. Tiếp theo. Mong các bạn cố gắng tập thành công, cố gắng phải nghe nhiều thì mới tập được. Cảm ơn các bạn.